Xin kính chào quý vị và các anh chị, chào mừng quý vị và các anh chị đã quay trở lại với Thế Tùng Bất Động Sản Và video ngày hôm nay thì Tùng cùng giới thiệu với các anh chị những cái phân khúc nằm trong cái khu vực của dự án Aqua City à, Trong mấy ngày vừa qua thì anh chị đã nhìn thấy mặc dù cái dịch Covid đang hoành hành rất là mạnh mẽ tại khu vực Sài Gòn Và chúng ta đang trong cái thời gian cái giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chủ Thủ tướng Chính phủ vậy thì cái khu vực mà Aquacity đợt vừa rồi đã mở bán online rất là thành công mặc dù là bệnh dịch Covid đã ảnh hưởng rất là nhiều và đấy đấy chính là cái khu vực quảng trường mà chúng ta đang nhìn thấy ngay trên cái hình ảnh đây ạ thì khu vực quảng trường này bán ngay cái khu vực ở đây với mức giá thành sản phẩm từ 16 tỷ cho đến khoảng cỡ hơn 50 tỷ cho một cái sản phẩm bất động sản nhà hình thành trong tương lai tại khu vực này đấy vậy thì đối với khu vực này thực sự nó đã trở thành một cái tâm điểm cực kỳ hot Cái khu vực miền Nam của chúng ta và hứa hẹn sẽ trở thành một cái thành phố đáng sống nhất nằm tại khu vực phía Nam của thành phố, của Nam phía Nam của Việt Nam chúng ta vậy thì đối với những anh chị nào mà đang có tầm tiền thấp ấy mà anh chị muốn đầu tư muốn sở hữu một cái sản phẩm nằm tại cái khu đô thị Aqua City hoặc là gần với khu vực này thì cái giải pháp dành cho anh chị là gì À, đây bởi vì không phải ai cũng có những cái loại xe có khả năng có thể chi trả được khoảng hơn chục tỷ cho đến khoảng những năm bảy tỷ cho đến 10 tỷ cho một cái căn nhà tại khu vực này vậy thì đâu sẽ là cái lựa chọn đâu sẽ là một cái giải pháp dành cho quý anh chị à, tại sao Aqua City lại hot như vậy à thì cả bởi vì đầu tiên là chúng ta sẽ nói về kết nối giao thông của Aqua City nằm ở thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai à, kết nối về cao tốc Long Thành Dầu Dây này À, rồi à, cao tốc ra quốc à, kết nối qua à, quốc lộ 51 về đi về các khu vực miền đông như là à, phía Đà Lạt rồi đi về phía Trảng Bom dầu dây à, phía à, Phan Thiết rất là thuận tiện. À, ngoài ra thì còn à, kết nối về Sài Gòn bởi xa lộ Hà Nội và đường cao tốc Lọc Thành dầu dây. Đấy thì à, khu vực này nó có cái vị trí đặc biệt đặc biệt, à, đặc biệt như vậy. Ngoài ra thì nó còn có một cái lợi thế Uh, có 102 mà không có khu đô thị nào có thể có được đó chính là về cái cái sự bao bọc bởi sông nước bên trong này đây thưa anh chị như chúng ta đang nhìn thấy những cái hệ thống sông ngòi tự nhiên uh, bao bọc toàn bộ cái khu vực này thì cái khu vực này đã trở thành một cái khu vực cực kỳ đắc địa với uh, vị trí gần với thành phố Biên Hòa với tổng số dân lên đến khoảng 1,1 triệu người uh, nằm sát với thành phố thủ Đức uh, khu vực Dĩ An Bình Dương khu vực quận 9 rồi quanh khu vực này, cách khu vực này khoảng cỡ 5 đến 7 cây số thì chúng ta bắt đầu sẽ có những cái từ từ 5 đến hơn 10 cây số chứ là anh chị sẽ có những cái khu công nghiệp đang hình thành và phát triển nằm gần với sân bay quốc tế Long Thành. À, tương lai thì từ sân bay quốc tế Long Thành mà anh chị về cái khu vực này thì nó chỉ dao động trong khoảng từ 20 đến 25 cây số mà thôi. thì đối với cái việc mà những anh chị nào nào là vip của sân bay Long Thành thì anh chị hoàn toàn có thể khu về khu vực này để chọn lựa cho mình một cái căn nhà sống uh, xanh sạch uh, hòa cùng với thiên nhiên. thế thì đối với cái video này thì Tùng uh, muốn đưa cho anh chị về những cái giải pháp dành cho anh chị có cái tầm tiền thấp hơn. À, cái tầm phân khúc của Aqua City bởi vì sao phân khúc của Aqua City sẽ là phân khúc cao cấp nhất nằm tại cái khu đô thị này với tổng thể toàn bộ cái khu vực vùng này nó lên đến khoảng hơn 2.000 hecta thì cái khu vực này thì nó sẽ phù hợp với rất là nhiều các đối tượng và cái đối tượng cao cấp nhất sẽ nằm tại Aqua City bởi vì thường thì Tùng hay nói với cái khách hàng của mình là Aqua City là một cái đô thị triệu phú bởi vì mỗi cái người mà có thể sở hữu một cái căn nhà tại bất kỳ một cái phân khu nào của Aqua City thì thường cái tài sản của họ nếu mà tính tất cả cái tài sản của họ ấy, thì thường họ sẽ có khoảng cỡ từ hơn một triệu đô trở lên thì đây hoàn toàn sẽ trở thành một cái đô thị triệu phú vậy thì ngoài ra thì uh, Aqua City phân khúc cao cấp nhất như vậy ấy, thì phân khúc nào sẽ là phân khúc mà uh, thấp hơn Aqua một chút xíu thì theo Tùng đánh giá khả năng sẽ là dự án Izumi City nằm ở ngay cạnh đây sẽ do tập đoàn uh, Nam Long làm chủ đầu tư uh, tại sao lại như vậy thì vì trong những năm vừa qua thì tập đoàn Nam Long tập trung chủ yếu vào uh, phân khúc là phân khúc tầm trung đấy bất động sản uh, tầm trung và mức với mức giá à, à, bình dân và tầm trung. Cho nên là khi mà họ phát triển ở đây thì cái việc mà giá thành bán ra chắc chắn họ sẽ không thua kém gì Aqua à City. À, nhưng mà về cái diện tích thì họ chỉ có 100 170 hecta thôi so với Aqua City lên đến khoảng cỡ hơn 600 ha. À, mặt hơn à, à, hơn 600 mấy hecta đất thì rõ ràng là cái tổng thể qua Aqua City sẽ lớn hơn. Đấy thì cái phân khúc mà chỉ thấp hơn một chút xíu thì chúng ta sẽ có bên Izumi City. Ngoài ra thì với cái phân khúc mà đất nền thì hiện tại bây giờ nếu như anh chị nào mà có tầm tiền khoảng cỡ từ 1 tỷ cho đến 3 tỷ thì anh chị hoàn toàn có thể sở, từ 1 tỷ 3 cho đến khoảng cỡ hơn 3 tỷ thì anh chị hoàn toàn có thể sở hữu được những cái bất động sản đất nền tại khu vực này mà chúng ta không cần phải sở một căn nhà tại Aqua City để có thể sở Uh, hưởng sái được những cái tiện ích ví dụ như là khu vực quảng trường, khu trung tâm thương mại hay là những khu phức hợp thể thao hay là bên này thì chúng ta sẽ có một khu phức hợp giải trí đa năng trong nhà rất là lớn ở đây. đấy thì uh, phân khúc đất nền thì video này dùng sẽ tập trung chủ yếu vào phân khúc đất nền phân khúc uh, mà dành cho những anh chị nào tầm thấp và uh, tài chính thấp cho đến bình dân thì anh chị có thể sở hữu những cái loại bất động sản này uh, thấp nhất là ở đây ngay đây thưa quý anh chị À, ngay khu vực này đây là thường thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào vào dự án sẽ bằng đường chính là từ sau lầu nội chúng ta đi đến ngã ba vũng tàu ở đây à, quẹo vào quốc lộ 51 đi vào đường ngô quyền để chúng ta đi vào trong cái dự án đây thì à, ngoài ra thì còn một con đường khác nữa là đây là đường nam cao nên thưa quý anh chị nam cao nối từ đường hương lộ 2 nằm giáp với sông đồng nai và nối ra phía quốc lộ 51 ở khu vực này thế thì ở ngay khu vực trên mặt tiền đường uh, Hương lộ à, bên mặt tiền đường Nam Cao thì chúng ta sẽ có một cái dự án à, tên của nó là khu dân cư Phước Tân à, hay cái, cái nếu như anh chị mà tìm um, tên tên mà nó phổ biến nhất thì anh chị sẽ tìm là dự án uh, khu đô thị Paradise Riverside Đấy, um, Paradise River Đấy, thì cái dự án này thì là một cái dự án mà uh, được uh, phát triển bởi uh, À, tập đoàn tín nghĩa và được uh, phân phối bởi uh, kim oanh thì về cái dự án này đây là cái dự án mà có cái đất nền rẻ nhất ở tại khu vực này với những, những cái nền đất uh, khoảng cỡ 80 mét vuông đang có mức giá dao uh, động trong khoảng từ 1 tỷ 2 đến 1 tỷ ba đấy còn những cái nền ở đây thì giá nói trung bình của nó sẽ dao động từ khoảng cỡ 15 đến 20 triệu trên mét vuông và khu vực này là cái quý dự án này là đang cái dự án đang có cái mức thành giá thành rẻ nhất toàn bộ cái khu vực này À, vì sao nó rẻ như vậy bởi vì nó hiện tại bây giờ đang là hợp đồng công ty chưa có sổ nha thưa quý anh chị thì, thì, thì lý do chính của nó vì nó chưa có sổ là cho nên nó mới rẻ chứ còn nếu mà đã có sổ thì chắc chắn là giá của nó sẽ dao động trong khoảng từ 20 đến hơn 20 triệu trên mét vuông tại khu vực này ngoài ra thì chúng ta sẽ cái phân khúc thứ hai về đất nền cao cấp hơn so với phân khu uh, cái cái dự án uh, Paradise River uh, Riverside khu vực này đó là dự án uh, Biên Hòa New City thuộc uh, uh, sân sân gốc Long Thành uh, Nó là nằm trong quần thể của sân gốc Long Thành thì sân gốc Long Thành sẽ là trung tâm Và khu đô thị Biên Hòa New City ở đây sẽ là đây là chúng ta sẽ có hai giai đoạn giai đoạn 1 Là khu vực này và giai đoạn 2 là là cái khu vực ở trên này à, Với các khoai giai đoạn 1 khu vực ở dưới này thì hiện tại bây giờ đang bán những loại đất nền và, và biệt thự loại nhỏ còn ở khu vực ở trên đồi này, trên đồi cao này thì sẽ bán các loại bất động sản đất nền loại lớn lớn. Thì dưới này thì đang có những các loại bất động sản có diện tích là ngang năm dài 20 khoảng 100 m2 cho đến khoảng 220 m2. À, có những cái bất động sản to nhất ở đây thì nó sẽ dao động trong khoảng từ khoảng hơn 300 m2. Nhưng đối với những cái bất động sản đất nền nằm ở trên cái khu vực trên này thì nó đều có cái diện tích từ hơn 500 cho đến khoảng hơn 1000 m2. Và cái giá thành ở trên khu vực này thì nó giao động trong khoảng cỡ 17 cho đến khoảng hơn 20 triệu trên một mét vuông tại cái khu vực giai đoạn 2 trên này Còn giai đoạn về dưới này thì hiện tại bây giờ theo Tùng cập nhật thì giá tại khu đô thị Biên Hòa New City 1 này à, Bây giờ đang có mức giá giao động trong khoảng cỡ 1 tỷ 9 đến hơn 2 tỷ à, trong một cái nền đất tại khu vực này đấy thì về cái biên hòa New City thì nó cao cấp hơn và cái về cái mức mức giá thành của nó à về cái về cái pháp lý của cái dự án này thì đã có sổ từng nền rồi đấy thì nó có tốt hơn bên Kim Oanh này cho nên nếu như anh chị nào có tầm tiền chỉ khoảng cỡ dưới một tỷ rưỡi thì anh chị sẽ bắt buộc phải lựa chọn cái loại sản phẩm bên khu dân cư Phước Tân này đây À, rồi nếu như anh chị có tầm tiền khoảng hơn 2 tỷ trở lên thì anh chị có thể sở hữu những cái bất động sản ở đây còn anh chị nào thích view đồi view ở đứng ở trên cao thì anh chị hoàn toàn có thể sở hữu những cái bất động sản tại khu vô giai đoạn 1 này với những cái bất động sản này có tầm tiền riêng nền không đã có mức giá dao động trong khoảng cỡ gần 20 tỷ rồi đấy thì cái khu vực thứ ba mà đất nền thứ ba À, chúng ta sẽ điểm danh đầu tiên là khu vực này nó giá khoảng cỡ khoảng nếu anh chị có dưới 2 tỷ đổ lại anh chị sẽ mua tại khu đô thị uh, Paradise Riverside khu đô, khu dân cư Phước Tân nếu anh, từ 2 tỷ cho đến khoảng cỡ 2 tỷ rưỡi anh chị sẽ lựa chọn những loại sản phẩm nằm uh, biên hòa New City còn uh, tầm tiền từ hơn 2 tỷ rưỡi cho đến khoảng cỡ hơn 3 tỷ thì anh chị sẽ lựa chọn khu vực này đây chính là cái dự án Long uh, Long Hưng City nằm tại uh, ở khu đô thị uh, kinh tế mở Long Hưng thì Long Tân City này sẽ có các loại diện tích ngang 5 dài 20 cho đến uh, các loại diện tích lớn uh, ngang 8 dài 20. Đấy thì uh, từ khoảng 100 cho đến khoảng cỡ 100 uh, uh, 60 m dành cho đất nền còn đối với biệt thự sẽ dao động trong khoảng từ 200 đến khoảng cỡ 350 m. Uh, thì cái bất đất bất động sản đất nền ở đây thì đang có mức giá dao động uh, rẻ nhất khoảng cỡ 23 triệu trên mét vuông và à, trung bình thì à, những cái khu vực tốt thì chúng ta có thể đầu tư sẽ dao động trong khoảng từ 26 hơn 26 triệu trên một à, mét vuông đất nền tại đây và đất nền ở đây đã có sổ từng nền rồi và cái lợi thế của Long Hưng City tại sao lại có mức giá cao hơn Biên Hòa New City nếu như chúng ta đang nhìn thấy về à, hạ tầng giao thông cũng như là là Biên Hòa New City thì nằm trong cái quần thể của sân golf Long Thành nhưng tại sao Long Hưng City lại có mức giá thành cao hơn bởi vì Long Hưng City chính là cửa ngõ đi vào khu kinh tế mở Long Hưng là chúng ta đang từ quốc lộ 51 này đây, xong trong tương lai chúng ta sẽ có đang có đang xây dựng uh, cái đường uh, hương lộ 2 giai đoạn một từ khúc này đây đi đường cong cong uh, quanh khu vực này để đi vào trong đây là cái hương lộ uh, cái dự án này là cái cửa ngõ đi vào dự án và kết nối uh, đồng bộ những cái hạ tầng giao thông với dự án Izumi City cũng như là Aqua City đây chúng ta sẽ nhìn thấy đường Hưng Lộ 2 này, rồi chúng ta sẽ nhìn thấy đường trục xuyên tâm 45m này kết nối với Aqua và Izumi này. Ngoài ra thì có đường 33m ở đây còn cái cũng kết nối với Izumi và Aqua City. Thì đường 33m thì nó sẽ đi đường như thế này đấy ạ. Đấy. Thì giữa Long Hưng City, Izumi City và Aqua City vốn là một cái dự án cho nên là việc mà kết nối giao thông của nó rất là thuận tiện và cái thứ hai của nó đây là khu kinh tế mở cho nên là cái việc mà sau này về cái ủy ban nhân dân này những cái khu vực mà hành chính sẽ nằm tại khu vực xã Long Hưng đấy ngoài ra thì Long Hưng còn về để, về pháp lý thì Long Hưng đã có sổ riêng từng nền rồi cho nên là giá thành của Long Hưng cũng tốt hơn về về dân cư thì hiện tại bây giờ hai cái dự án bên này hiện tại bây giờ chưa có dân cư ở nha thưa quý anh chị Đấy, hai dự án này đều đã chưa đều chưa có cái dân cư nào ở hết còn khu vực bên Long Hưng thì chúng ta đã có uh, khá là nhiều dân về đây đã sinh sống trong những năm vừa qua rồi và Tùng đang thấy là về cái mà việc mà xây dựng mới để về khu đô thị Long Hưng này ở từ bắt đầu từ khoảng cuối năm 2020 cho đến thời điểm hiện tại thì đang phát triển rất là nhanh còn uh, riêng hai khu vực uh, hai dự án này thì hiện tại thì chưa thấy cái gì cả uh, chỉ có thấy một uh, vài căn nhà ở đây thưa quý anh chị đây này Đấy, có mấy căn nhà của chủ đầu tư đang xây dựng ngay đây thôi duy nhất trong cái dự án này ngoài ra thì các anh chị mà mua đất nền trong cái dự án này thì chưa xây dựng một căn nào cả đấy chúng ta đang nhìn thấy này không có một căn nhà nào trong khu vực này hết ạ à. đấy chỉ có mấy căn nhà chính xác ở vị trí đây chúng ta đang nhìn thấy đấy đây chính xác luôn này rồi về đây là phân khúc đất nền bên Long Hưng City còn một cái phân khúc đất nền cao cấp nhất nằm tại khu vực này đấy là những anh chị nào mà có tầm tiền khoảng 3 tỷ rưỡi 3 tỷ đổ lại thì anh chị có thể sử uh, lựa chọn ba cái phân khúc đất nền này thì còn một cái phân khúc đất nền nữa mà anh chị sẽ uh, có thể tìm hiểu phân khúc này đây là phân khúc uh, gọi là phân khúc cao cấp của uh, Aqua City uh, nhưng mà không thuộc uh, Novaland nha thưa quý anh chị uh, hiện tại thì khu vực này hiện tại đang thuộc uh, uh, chủ đầu tư Donacop cái phần đuôi đấy như chúng ta đang nhìn thấy toàn bộ cái khu vực này đây là một con thỏ đúng không ạ? Đây là cái đầu thỏ này, cái phần thân thỏ này. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ đoạn này là đuôi thỏ thì cái phần đuôi thỏ này hiện tại bây giờ vẫn đang thuộc chủ chủ đầu tư là Donacop. Đấy thì Novaland đã lấy được khu vực thân thỏ và đuôi thỏ cộng với khu vực đảo Phượng Hoàng ở đây. Thì còn cái phân khu bên này sẽ là phân khu mà đất nền. Thì hiện tại bên khu đất nền này thì nó sẽ có những cái loại đất nền là biệt thự À, và những cái căn uh, biệt thự ven sông khoảng cỡ 2.000m2 Dinh thự ven sông khoảng 2.000m2 nằm dọc cái khu vực này Nó chỉ có khoảng cỡ hơn chục căn thôi nha thưa quý anh chị Hơn chục lô đất ở đây với cái bề ngang của nó khoảng cỡ 40 à, Dài khoảng 50 đấy Thì đây nó sẽ là cái phân khúc mà gọi là siêu cao cấp về đất nền của À, toàn bộ cái dự án này và hiện tại thì bây giờ chủ đầu tư Donacop chưa có mở bán và trong tương lai sẽ bán nhưng mà cái mức giá của nó chắc chắn sẽ cao hơn à, rất là nhiều so với dự án Long Hưng City và đây sẽ là phân khúc cao cấp nhất bởi vì nó nằm ở ngay cầu vàm cái sứt ở đây ạ ngay cầu vàm cái sứt này rồi ngoài ra chúng ta đang nhìn thấy này toàn bộ cái phần đuôi thỏ này với cái sự bao bọc bởi ven sông thì nó gần giống như một cái bán đảo luôn ạ Đấy, nó gần giống như cái bán đảo được bao bọc ba mặt bởi sông như thế này thì nó cực kỳ đẹp luôn thì đây là những cái khu vực mà có cái vị trí có thể nói là đắc địa nhất nằm tại dự án QoCity à, ngoại trừ khu quảng trường ra thì cái khu đuôi thỏ này sẽ là khu rất là vip luôn ạ thế thì cái khu vực này thì tương lai nó sẽ là một khu đất nền mà chúng ta có thể uh, tìm hiểu uh, trong tương lai nhưng mà hiện tại bây giờ chưa có mở bán và mức giá xong trong tương lai tùng uh, dự đoán thì nó cũng sẽ dao động trong khoảng cỡ 30 triệu hơn 30 triệu trên một mét vuông tại khu vực này và đa số là biệt thự với diện tích khoảng cỡ hơn 200 đến khoảng hơn 300 mét vuông đấy cái loại to lớn nhất ở khu vực này nó sẽ dao động khoảng 2 ngàn rưỡi 2 ngàn cho đến 2 ngàn rưỡi mét vuông những căn góc này nó sẽ khoảng 2 ngàn rưỡi này những căn thường trong này sẽ khoảng cỡ 2 ngàn mét vuông mặt tiền sông Đồng Nai nhìn sang phía biên thành phố ở uh, Thủ Đức với cái view cực kỳ đẹp luôn ạ rồi đây là những cái chia sẻ của Tùng về cái khu vực này để cho anh chị uh, có thể nắm bắt uh, cái việc mà khi mà tài chính của mình như thế nào thì mình có thể tìm hiểu và uh, lựa chọn những cái sản phẩm uh, phù hợp với cái tài chính của mình. Nếu như anh chị mà tài chính tốt, mà anh chị có dòng tiền tốt thì anh chị hoàn toàn có thể sở hữu những cái bất động sản tại dự án Aqua City uh, hoặc là anh chị có thể sở hữu những sản phẩm mới của Aqua City với cái chương trình hỗ trợ vay ngân hàng bây giờ cũng đang rất là tốt. À, còn nếu như anh chị nào thích đất nền thì anh chị hoàn toàn với tầm tiền ít nhất là khoảng cỡ 1 tỷ rưỡi đổ lại Thì anh chị có thể à, mua tại dự án à, Paradise Riverside của chủ đầu tư tín nghĩa Còn à, tầm tiền từ 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi thì anh chị hoàn toàn có thể sở hữu tại Biên Hòa New City Với cái cái khu vực này thì anh chị đã có sổ rồi Phầy pháp lý đã có sổ, bên này thì chưa sổ này bên này đã có sổ và nó thuộc uh, quần thể của sân gốc long thành nhưng muốn cái một cái lưu ý dành cho anh chị mua cái bên hòa new city là cái việc mà sau này mà dân cư về ở thì khả năng theo tùng đánh giá nó sẽ rất là chậm bởi vì nó chỉ có một cái cổng vào chính là khu vực này thôi ở đây cổng vào đây và một cái cổng ở đây nhưng mà thực tế thì nói cuối cùng thì vào dự án này chỉ có khu vực đoạn này là đi vào chính thôi này đấy đoạn này vào chính thì cái việc mà với lại trong này nó cũng không có giao thương đến các cái khu vực khác của không có cái đường đi ra ngoài, nó chỉ là một cái đường độc đạo đi vào và đi ra như vậy Thì cái việc mà sau này kết nối tương lai ấy, thì Tùng sẽ hưng hướng về bên này sẽ tốt hơn Cái vị trí nó sẽ tốt hơn Bởi vì nó là mặt tiền với đường Nam Cao và kết nối trực tiếp Kết nối giao thông với đường Nam Cao nên anh chị nhìn thấy những cái đường lớn sẽ kết nối sau này này Đấy thì việc này, Nam Cao đây nó kết nối cực kỳ thuận tiện với, với, với khu vực, khu kinh tế Mở Long Hưng dưới này Thì rõ ràng là bên này nếu mà nói về tiềm năng tương lai á thì tùng sẽ đánh giá cao khu vực này nhiều hơn là so với biên hòa new city <laughs> nhưng mà ngược lại thì chúng ta đang thấy là đây chưa có sổ và bên này đã có sổ thì anh chị hoàn toàn có thể uh, xem xét ngoài ra thì nếu mới trong cái phân khúc khoảng hơn 2 tỷ rưỡi thì tùng sẽ hướng hoàn toàn về khu vực long hưng city bởi vì có rất nhiều lý do thứ lý do thứ nhất là kết nối giao thông nó cùng một cái kết nối hạ tầng giao thông đi về ba cái dự án lớn là là long hưng city izumi city và aqua city ở đây rồi về các hạ tầng giao thông cũng như là những cái tiện ích lớn thì cái việc mà từ Long Hưng này để đi xuống các cái tiện ích ở đây nó cực kỳ thuận tiện về giao thông đi rất là nhiều đường và chúng ta rất là thuận tiện và đặc biệt là sau này Izumi City và Aqua City phát triển mạnh chăng nữa thì cái bộ máy chính quyền thì đa số nó sẽ tập trung về Long Hưng City đấy thì rõ ràng là một điều là Long Hưng City sẽ là cái tâm điểm của cả ba cái dự án này trong tương lai đấy mặc dù là bây giờ nó đang làm một cái dự án đất nền bình thường nhưng mà theo tùng đánh giá về cái tiềm năng của nó sẽ rất là cao rồi cái đây là phân khúc khoảng gỡ từ 3 tỷ hơn trở lên nha thưa quý anh chị rồi cái phân khúc ở dưới này thì nó sẽ dao động trong khoảng cỡ anh chị nào phải tầm tiền khoảng cỡ sáu uh, 6 7 tỷ cho đến khoảng cỡ hơn 10 tỷ một cái nền đất ở cái khu vực này đấy thì ở đây nó sẽ là những cái khu vực mà uh, đất nền cao cấp nhất nằm tại khu kinh tế ở Long Hưng Đấy thì đây là những chia sẻ của Tùng về cái khu vực này Cảm ơn quý vị và các anh chị đã quan tâm theo dõi Và nếu như video này có cái mang lại cái lợi ích cho anh, anh chị Thì anh chị vui lòng like, share à, Cũng như là anh chị có thể comment ý kiến của anh chị về khu vực này Hoặc là anh chị có những cái câu hỏi nào về cái khu vực à, Khu kinh tế Mở Long Hưng này Thì anh chị vui lòng comment xuống phía bên dưới Để Tùng có thể à, chia sẻ thêm cho các anh chị được Cảm ơn quý vị và các anh chị đã quan tâm theo dõi Và hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong video clip lần sau